Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban dân các cấp với thanh niên năm 2024. Chủ đề đối thoại năm nay là tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức văn hóa cho thanh niên. Theo đó, nội dung đối thoại với thanh niên xoay quanh việc triển khai, thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và các tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của thanh niên chính sách của tỉnh ủy hội đồng nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân trong việc xây dựng các cơ chế thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động văn hóa bảo tồn phát huy di sản văn hóa phát triển sản phẩm dịch vụ về văn hóa các hoạt động chủ trương quảng bá hình ảnh văn hóa con người đồng nai đào tạo phát triển nguồn nhân lực vai trò trách nhiệm của thanh niên trong học tập làm việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh những kiến nghị đề xuất của thanh niên và định hướng giải quyết các kiến nghị đề xuất. Hình thức đối thoại trực tiếp tại điểm cầu cấp tỉnh, kết hợp trực tuyến tại 10 điểm cầu cấp huyện. Thời gian tổ chức trong quý tư năm nay.